Xin chào quý vị và các bạn, iBlockchain, mã mời InvestTV88. Các bạn đào Pi Network là số 1 thì anh em cân nhắc đào ICE Network sẽ là cái dự án số 2. Thực ra Pi đã đâu vào đấy, ai cũng đã có phần người đấy, chỉ còn duy nhất đi đến đúng thời điểm là nhận kết quả. Ngược lại ICE mới hôm qua mới thật sự là một quả bom dự án, theo mình đánh giá thì không thua kém gì so với Pi. Pi phải mất 6 tháng để đạt 500.000 thành viên tiên phong ban đầu, nhưng ICE lại đạt chỉ vọn vẹn trong vòng có ít ngày. Nhưng điều làm mình thích nhất đó là tính công bằng trong việc triển khai thưởng phạt phân minh. Bạn có thể bỏ Pi 1 năm rồi quay lại thì số dư của bạn là vẫn còn đấy, nhưng đối với ai sau 2 tháng mà bạn không đào thì sẽ bị trừ sạch số dư có ra khỏi tài khoản. Ai phải chốt xong cái giai đoạn 1 di chuyển lên mainnet mới công bố tổng cung chính thức. Mã mời InvestTV88 hoặc là các bạn có thể quét QR code trên màn hình tham gia ngay các bạn nhé. Các bạn có thể vào CH Play với điện thoại Android hoặc là iOS với điện thoại iPhone, tìm cái từ khóa là ICE Network, giao diện giống như ở trên màn hình đây của mình này. Hoặc là các bạn có thể vào cái đường link mà mình để dưới phần mô tả của clip hoặc là hiện đang hiện trên màn hình các bạn đấy. Các bạn đăng ký bằng Google hoặc là mail, sau đó các bạn vào mail của các bạn, mở mail xác minh, các bạn tạo một cái username của các bạn. Sau đó các bạn nhập cái mã mời để ủng hộ kênh chúng mình là InvestTV88. Thì khi các bạn nhập cái mã mời này thì chúng ta sẽ vào một cái nhóm. Thì kênh InvestTV chúng mình sẽ có thể hỗ trợ được các bạn trong cái nhóm đấy. Các bạn nhớ nhá, mã mời là InvestTV88 đó. Sau khi mà các bạn đã vào được cái app để tham gia dự án ICE Network này, các bạn có thể hoàn thiện các cái bước theo số thứ tự của họ từ 1 đến 6, như là update hình profile này, thông tin số điện thoại được xác thực bằng cách là các bạn gửi tin nhắn đến cho cái số của dự án đấy, hoặc là các bạn chọn staking tăng tốc độ khai thác. Đó, đây là một dự án rất là tiềm năng, thì kênh InvestTV xin được giới thiệu với quý vị và các bạn trong ngày hôm nay. Rất mong nhận được sự ủng hộ, quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng mình sẽ cố gắng lựa ra những cái kèo đào coin hoặc là các kèo airdrop miễn phí nhé, miễn phí, hoàn toàn miễn phí hết, để gửi đến quý vị và các bạn để các bạn cùng tham gia với chúng mình. Giống như việc tán gái ấy, các bạn tán 5 em mà đổ được 1 em đấy, thì cơ hội các bạn có người yêu sẽ cao hơn là các bạn chả tán em nào cả, phải không các bạn? Ok, nói vui vậy thôi, cố gắng sắp xếp thời gian để đăng ký tham gia cái dự án này sớm các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.